Thưa bà con trăm họ, thưa toàn thể đồng bào, các sĩ phu yêu nước, ta Nguyễn Trung Trực, nghĩa quân của phó lãnh binh Trương Định, hôm nay cho dù ta đã xa cơ, đứng bên bờ sanh tử, nhưng ta xin thề, dù có phải máu đổ đầu rơi, da ngựa bọc thay, ta cũng không hề khuất phục. Trời ơi, ta tím mật bầm gan khi nhìn một dải giang sơn ngập tràn trong máu lừa. Một bước xa cơ lòng hận căm chất chứa, ta hận đến thiên thu chưa thỏa chi tan bồng. Nguyện tu lấy sơn hà trong cơn bí cực lá lai, hãy cùng ta thề sông trận hôm nay, hãy dung gươm lên phá tan bầy lang xuôi, hãy dũng liệt quay phong như lời ta muốn nói, đuổi hết lũ sông lăng ra khỏi nơi này. Sẽ còn sống mãi giữa tim ta những năm tháng bốn ba trên đường xa gian khổ, dầu lát nữa đây đầu rơi mau đổ, nhưng hào khí dân Nam muôn thuở vẫn rạng ngời. Giờ chia phôi lòng đau nhớ thương về xa xôi, sầu chưa vui chi trải quốc hơn ngàn đời, nhớ nơi quê nghèo mẹ già treo đành ly tan ta giữa đời hiên ngang. Ôi nhìn một cõi giang sang trong một ngàn sầu hận, ta đứng giữa pháp trường lòng nặng trĩu nỗi niềm riêng, nhớ bà mẹ quê nghèo năm tháng trung duyên, giận ông trong con thương về mình trong nắng.